បាទទស្សនជនជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយក្រុមVKX Cross Country បានដឹកនាំរថយន្តចំនួន10គ្រឿងដែលមានសមាជិករហូតដល់ជិត50នាក់បានធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញមកកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយយើងក៏បានធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកកាន់ទឹកដីនៃសហគមន៍រលាក់កងជើងឃុំតាសាលបាទស្រុករ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទយើងឃើញហើយមិនតែប៉ុណ្្នេះបានមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកកំពង់ស្ពឺវាហាក់ដ
dương mi rom nhưng đã muốn đừng lang ra con sài bởi mình dễ bị rom rom phơi phong phơi phong hay sự nghiệp ca rom phơi cứ dương mình đai mau can tin ní hết á chỉ lực tin mũi bao nhiêu hay sự nghiệp ca phơi nước đời xa tại nước về đầy lan chi lang máu khánh tha bị bạ mình tén hay nước khi ông nước khánh lan nó có prăng đôi khi này prăng đi cho ông má thật đa lang nó mi rom nhưng mình này và xin chị đá lắng ở những cái thà bà hai chị ai nơi nơi trâm cả đá phải lấy cái thà bàn chứ mà tại vì khi nhai bóng ôn dương mua chùm nuốn mình thà dương chỉ rột dốn nghi xuống đấy nè nẹt khla cả chim mà to nẹt khla cả đá lang miến đôi cái nè còn tại ở quay đây dòng khăn pe mà đo lơ tận đây nơi lơ phun khong xa nè và vừa khi thà mà đo phía miền bóng ôn chỉ bộ rộng dương chán chia sẻ dụ của chun dụ gần ri mà một bọc tăng lên cầm san chán nè thấy cái nông nu phần đi mẹ rầm chẳng mạnh đá pe mà đo lang ơi phun khong xa hay chia sẻ cả tiết đôi giờ tổng chiến cha nó pe mà đó đôi nhóm ban chuyên nghiệp chun thang phim môn trắng tha à rắm phay phong o phong hay nó pe đây mà đó à rắm thành nút cứ ban rồi sai bắt đòi khơi thong mà chia này lớp núng sros át kêu sờ ngắt đại thưa ở à rắm bao nhiêu đấy rồi sai từ tam từ sự hiện này cha hay mình đây lược cáo trắng mà thì đó bất chỉ trắng ba từ sự chun ban khơi nhai chum chum muôi nâng phần ní ban chuyên nghiệp chun từ sự chun ní vì hạn đôi chia chấm này mùi tê còn tay thay na muối để tôi xin chun ở phía trên dụ chun dụ vậy là ri bong phun cũng may bong phun đấy và trong máu và máu anh giấy ban tha anh tay nơi chưa ở với đẹp chum rip rồi bố tha lư mà đón mình smart dương score mà đón này nè chân sự cầm tha bong phun đừng anh sai lư tập đón mình smart khen đừng khen mà đón chân sự cầm tha đừng mà lên cầm sán bà phải to bị bộ chum ban phơi để bỏ miếng đi có chia ca muối bằng hai nhầm pi cô đào thì cho bố tha non xá dược đắng ấy miếng bong phun chia bộ rót chân viên dụ chun chân miền nhận tiền cho tràn lang máu ấy, vận tải phía tràn phụ dương lang máu hạ đôi chia còn là thưa chia ở video clay clay mình bắt để tẻ lứ trong đồng thưa video ní, sắm ráp ở chụp ô tô chuyến bán đăng vị tết phim từ tới hai nước ở rom robot chrome ca nghi robot vk cross country đôi chia và phía tiền cho chiến on phải chết là lang máu thế này, tình tiết trong chuyện mới đồng hành ní để chụp phụ quạt gặp ní hai nước chuẩn bị chun phía rom để phụ quạt lang máu đào hay có mưa tết phim chạy xe máy chạy toang nâng ca rip trong chỉ chrome và chấm ăn là ha ăn sạch nhằm mà ha chung kia chỉ là cái nãy cua sa mật phiệp mật phe ấy chẳng nát dương chỉ chụp gì mới nhưng bỏ phôi dương sân xua rắm quạt mà đây là lực nòng sạc ta dương tay ngọc nè bạn bọn thằng ấy ní trong vì cái cơ quan tri đang ở bạn mà chơi luôn người thì ní đang ở bạn mình rất dân đọc kêu thì nè thằng ngọc nè cầu viên sắm mà chơi trong cua sa viên cái mày viên đang còn nơi cha แต่ก็สบายดีๆแต่ถ้าบ้านมาดอลที่นี่ตามผีมดมากก็มาได้บ้านมาดอลให้ถวยก็มีจัดสบายดีๆลำเพิบบ้านเคยเทศเพียบล้อในตึกใดกำปองปืนนี่ให้ยึดชมต่างอ้อคือได้จากกรมกลางต่างอ้อให้นั่งเนี่ยจอแต่มาที่นี่มีจัดสบายดีๆให้ก็มีการหกจุบจุ่มใบสามบุกีนี้โดยอารมณ์ลำเพิบแต่บ้านมาดอลบ้านตัวยกกัดเกล็ดล้อในที่นี้บานให้ยังชมก็รำพังท่าเอาไว้ได้ยังต้องออกเคลียบานพอดอที่นี้ถึงการตบไตนี้เวทเวอร์ไอเนปเซนเหมือนบานสกอลหรือก็เหมือนบานไอมาดอนี้หนึ่งบินอารมณ์จังมากำจานในที่นี้โดยพวกยังชมได้ไอสมออกคนเนี่ยกาเปียนึงแบบซาปฏิทานในที่นี้จิบแจ๊กบองได้เชียร์มันไรปฏิทานในที่นี้ก็มีการริจมรานอับดิวัดจานสิมุนอัดมีนประตูตักตาอัดมีนไอเตแต่เลยจะได้ในที่นี้คือยังมีกรุบกรอนต่างๆบาดเพื่อไอเนี่ยแต่จะต่างๆบอกต่างกรุบกรุบเนี้ยมีนเพียบเงยสูงให้นั่งระซาลำไม้บานรอสมองคนมาตามเพลย์มีนเพลย์รอรำสั้นเพียบรำสั้นเพียบการอับดิวัดสิมุนดาวดาวไปกรามหรือดาวเลือดเลยยังจับดามจีนลานลางมาดาวเลือดหอยก็มีอารมณ์ดาสอสไลคลังเหมือนเต้นหายในเลือดตีนี่อ้อกำลังเหมือนเต้นไปกินมาอ้อกำลังแต่มาดอตีนี่มีอารมณ์ดังกำลังมาหนาคือ
មានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាខ្លាំងមែនទែនអូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលឡើងដល់លើនេះជាជាហើយមកលេងក្នុងសាលប្រហែលដងហើយទាំងអស់គ្នាបងខ្ញុំទៅមកម្ដងទេនឹងខ្ញុំខ្ញុំ3ដងហើយបង3ដងហើយកាលពីលើកមុនយើងមកមានអារម្មណ៍ប្លែកពីឥឡូវមិនប្លែកខ្លាំងបងព្រោះដោយសារឥឡូវមានបន្ទប់ទឹកហើយឥឡូវឡានអាចឡើងមកដល់លើបានទេហើយបន្ទប់ទឹកចុះលើកមុនអត់បន្ទប់ទឹកមិនដែរអត់មានទេបងពិបាកពិបាកមែនទេទៅដល់ពេលផ្លូវក៏បាក់ដែរដើរឡើងមកពិបាកជាងនឹងទៀតនឹងគេថាយើងសុខចិត្តបែមានមានអាវាថាសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ណាដូចខាងគាត់និយាយមុនថាវាអត់មានបន្ទប់ទឹកវាទេសវាស្អាតប៉ុន្តែយើងពិបាកអាយ៉ាបតតែឥឡូវវាមានវាក្រំបានហើយទឹកក៏ស្អាតដែរហើយឃើញគាត់ដាក់ចម្រោះទឹកស្អាតទៀតអញ្ចឹងបើយើងខ្វះខាតយើងអាចញ៉ាំទឹកបានទៀតឬតែល្អបងល្អទៀតប្លែកហ្មងទៅមកដូចវាក់អឺហ្មងវាក់អឺមិនយកភ្ញៀវទៅស្យោមកច្រើនមែនតើហើយពេលបងជីមកឡើងជីឡានមកជីឡានឡើងមកហើយទៅស្រួលទេបងស្បោសម្រាប់ខ្ញុំស្រួលតែសម្រាប់តែយកដតៃគិតថាជាមិនស្រួលម៉ានទេព្រោះអីវាទៀមទាឡានដល់មានកាតាស់ហើយកង់យ៉ាងធំធំទៅឡើងបានតែມັນពិបាកខ្លាំងទេឡានផ្សេងៗក្រោយឲ្យតែមានកាតាស់ឡើងមកបានហើយអត់អីហ្នឹងហើយសុខចិត្តដោយសារទេសភាពគឺស្អាតហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានមកគួរតែព្យាយាមមកតែត្រូវតែមកព្រោះឯតំបន់នេះជាទេសចរមួយដែលថាគេថាវាអាចនឹងប្លែកណាស់ស្អាតបានអតសុជនបានជ្រាបហើយអំបញ្ញមិញខ្ញុំជាមួយនឹងផាននេះក៏បានធ្វើការសម្ភាសជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសបាទភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកទស្សនានៅលើភ្នំខ្នងផ្សារនេះពួកគាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសគឺការផ្លូវធ្វើដំណើរយ៉ាងម៉េចដែរបាទនេះគាត់បានជម្រាបជូននេះខ្លះចាសម្រាប់យុវវ័យក៏ដូចជាអ្នកមកលេងនៅក្នុងផ្សារនេះគឺគាត់បានលើកឡើងពីចំណុចល្អជាច្រើនដែលមានដូចជាឥឡូវយើងមានផ្លូវល្អហើយអាកាសធាតុនៅលើនេះក៏ល្អដែរហើយពិសេសមួយទៀតនោះគឺមានបន្ទប់ទឹកសម្រាប់សម្រួលដល់អ្នកដែលអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលគាត់មកលេងកាន់ទីនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាមួយទឹកអីផ្សេងៗនឹងចាបាទនេះថាគុំបន្ទប់បងនៅកន្លែងពីវាការអូចាធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាទេសភាពដែលស្រស់ស្អាតរបស់យើងផងដែរចាបាទតោះយើងនេះគឺជាចំណែកមួយទេចំណែកមួយទៀតក៏អមមិញយើងបានសម្ភាសជាមួយនឹងបងបងដែលជាអ្នកមកដំណើរកសាន្តទីនេះគាត់បានលើកឡើងដែរគាត់មកដំណើរកសាន្តអារម្មណ៍ល្អទេសភាពល្អហើយគាត់ក៏បានចូលរួមគាត់ប្រាប់បងគ្នាគ្នាគាត់ដែលមិត្តភក្តិគាត់នឹងទីតាក់តងនឹងបរិស្ថានគឺគាត់ព្យាយាមញ៉ាំអីរបស់ស្អីដែលមានប្លាស្ទិកមានថង់មានកំប៉ុងសំរាមនឹងគឺគាត់បានធ្វើការវេចខ្ចប់ត្រឡប់ទៅវិញហើយបើដុតបានគឺយើងដុតនៅទីនេះតែបើដុតបានគឺដាក់ឡានឡើងទៅវិញដោយសារគាត់ធ្វើដំណើរតាមរថយន្តហើយក្នុងនោះគាត់បានធ្វើដំណើរមកនេះគាត់បង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយថាទឹកដីខ្នងផ្សារគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកចូលរួមបានដំណើរកម្សាន្តនៅទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះជាពិសេសនៅលើភ្នំខ្នងផ្សារហើយមើលវិញអតិថិជនបានឃើញហើយបាទក្រុម VKH Cross Country ដែលមានរថយន្តរហូតដល់ជាង10គ្រឿងបានធ្វើដំណើរមកទីនេះមានសមាជិកប្រហែលជិត50នាក់នេះគឺបានចូលរួមបាននេះថាជុំគ្នានៅចុងសប្តាហ៍ហើយក៏ចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតំបន់អេកូទេសចរផ្សេងៗយើងឃើញហើយ VKH Cross Country ជាក្រុមមួយនៅក្នុងក្រុមមហាគ្រួសារអប់រ៉ូតដែលជាក្រុមធំហើយមានសមាជិកនៃអ្នកលេងរថយន្តអប់រ៉ូតនឹងច្រើនហើយក្រុមមហាគ្រួសាររថយន្តអប់រ៉ូតនេះគឺគាត់មានបាវចនារបស់គាត់4ទី1កីឡាទី2បរិស្ថានបាទទេសចរនិងការងារសប្បុរសធម៌អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាពេលដែលទៅណាគឺផ្សព្វផ្សាយទទួលដល់ទេសចរនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តសំខាន់ៗនៅពីពេញប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយក៏បាននាំយកអំណោយបាទជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងអធិបការជូនដល់បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីដាច់ស្រយាលហើយក៏ផ្សព្វផ្សាយតំបន់អេកូទេសចរមួយចំនួននឹងឲ្យបងប្អូនដឹងបានស្គាល់ហើយឥឡូវនេះយើងឃើញហើយបាទបទសម្ភាសន៍របស់យើងក៏បានបញ្ចប់យើងក៏បានអារម្មណ៍នឹងនិយាយយើងនឹងធ្វើការបាទបង្ហាញជូនដល់ទស្សនជនទៀតនៅតាមតំបន់អេកូទេសចរសំខាន់ៗទៀតបាទខណៈនេះបាទខ្ញុំបាទច័ន្ទវិចិត្រក៏ដូចជាសុផានីបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា